Quá trình hình thành và phát triển của một doanh nghiệp là thứ góp phần tạo nên giá trị to lớn của doanh nghiệp ấy. Với Việt Thăng Long, trên tâm thế của những người tiên phong trong lĩnh vực xe tải, luôn lấy uy tín và chất lượng dịch vụ là phương châm hoạt động kinh doanh của công ty. Với sứ mệnh cao cả, bằng tình yêu nghề nồng đượm, lòng nhiệt huyết rực cháy và kinh nghiệm của mình, chúng tôi nguyện làm hết sức mình để mang tới sự hài lòng và tín nhiệm của khách hàng. Đó cũng là bí mật thành công của chúng tôi. Việt Thăng Long, giá trị của công ty cũng là giá trị của các bạn. 12 năm không phải là một quá trình quá dài đối với một doanh nghiệp, nhưng những gì chúng tôi đã, đang và sẽ làm được, đó là một hành trình đáng tự hào để viết lên những câu chuyện hùng tráng lưu mãi về sau. Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Thăng Long được thành lập ngày 17 tháng 10 năm 2011. Trụ sở tại Lô 3, khu công nghiệp Lai Xá, km 14, quốc lộ 32, Kim Trung, Hoài Đức, Hà Nội. Việt Thăng Long là doanh nghiệp chuyên kinh doanh xe tải và sản xuất thùng xe. Là đại lý 3S của Terraco, Hyundai và Vinamoto. Công ty chúng tôi được thành lập từ năm 2011, đến nay thì đã bước sang năm thứ 10. Từ ban đầu với chỉ 4 người và văn phòng rộng khoảng 20m², trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, đến nay công ty chúng tôi đã có mặt bằng 2.200m², trong đó hệ thống showroom trưng bày xe và văn phòng làm việc là 700m², xưởng sản xuất thùng xe và xưởng dịch vụ là 1.500m². Với phương châm làm việc thẳng thắn, nhiệt tình, tận tâm, chúng tôi đã mang lại niềm vui và hiệu quả kinh tế cho hàng vạn khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hiện nay với cơ sở hạ tầng đã đạt chuẩn, trong tương lai, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để mang lại hiệu quả kinh tế và sự hài lòng cho tất cả các khách hàng. Để khách hàng đến với Việt Thăng Long là đến với khởi nguồn cho sự phát triển. Chuyên kinh doanh các dòng xe ô tô tải Hyundai đồng vàng với các loại xe tải Hyundai nhập khẩu Hàn Quốc. Là đại lý cấp 1 chính thức của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam Vinamoto và ủy nhiệm Hyundai Motor Việt Nam. Việt Thăng Long là đại lý S3 chính thức của thương hiệu Terraco tại khu vực miền Bắc, chuyên phân phối các sản phẩm chính hãng của tập đoàn Đen Nam. Ngoài ra hiện nay, công ty đang phát triển mảng dịch vụ sản xuất đóng thùng xe với quy mô và sự chuyên nghiệp phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng đối với những sản phẩm thùng thông thường cũng như thùng xe chuyên dụng. Không chỉ dừng lại ở đó, công ty hiện tại còn đang phát triển mảng dịch vụ sau bán hàng, bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng thay thế cho các thương hiệu sản phẩm Terraco. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm, đã có thâm niên tư vấn các dòng xe Hyundai, nên rất hiểu rõ tính ưu việt với các dòng sản phẩm, thái độ niềm nở, uy tín và được lòng tin với khách hàng trong toàn quốc. Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư theo chiều sâu, nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh và sản xuất thùng xe tải, có tổ chức thực hiện công việc hợp lý, công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Thăng Long phấn đấu trở thành công ty có thị phần kinh doanh xe tải và sản xuất dịch vụ lớn nhất của thương hiệu Terraco. Ngoài ra đã đẩy mạnh thị phần đối với sản phẩm mang thương hiệu Hyundai Poyo tại miền Bắc trong năm 2019. Với mặt bằng rộng, được tổ chức đầy đủ theo tiêu chí 3S, vị trí đắc địa, thiết kế đẹp, đa dạng mẫu mã, Việt Thăng Long đã đón đầu khu vực khách hàng phía Tây Hà Nội và trở thành công ty có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh xe tải. Bên cạnh đó, bằng sự tổ chức sắp xếp công ty hợp lý,
xây dựng nhiệm vụ và quy trình thực hiện rõ ràng cho từng bộ phận như bộ phận kinh doanh. Bắt đầu gắn bó công ty từ năm 2011, tính đến nay là được khoảng 9 năm rồi. Trong thời gian bắt đầu công tác tại công ty Việt Thăng Long thì mình có làm việc ở phòng kinh doanh và được ban lãnh đạo rất là quan tâm, và bộ trong công ty được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị và kiến thức về xe, đóng thùng, rồi chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng. Với đội ngũ kinh doanh của phòng kinh doanh công ty Việt Thăng Long thì các bạn đều rất là trẻ trung, năng động, sáng tạo và chịu khó học hỏi. Thì thật ra mình công tác tại phòng kinh doanh từ năm 2011 đến giờ thì được ban giám đốc công ty rất là quan tâm, tạo điều kiện cho mình trong quá trình công tác. Từ khi mình vào công ty thì mình cũng chưa được lắm rõ về nhiều về xe và các kiến thức về thùng bệ, rồi kiến thức về tư vấn khách hàng, tư vấn làm trả góp ngân hàng. Nhưng trong quá trình làm việc thì ban giám đốc đã hướng dẫn và tạo điều kiện cho mình để hỏi thêm kinh nghiệm. Bộ phận kỹ thuật. Bộ phận tài chính kế toán. Chào các bạn, thì mình tên là Liên và mình đang giữ vị trí kế toán trưởng tại Việt Thăng Long. Sau một thời gian gắn bó tại Việt Thăng Long thì chị cảm thấy là ở đây là một môi trường mở, phát triển, và rất là đối với các bạn trẻ thì đây là môi trường sẽ học hỏi được rất là nhiều thứ, có thể có nhiều cơ hội để các bạn vươn lên. Thì lãnh đạo ở đây thì anh cũng khá là quan tâm đến đời sống của nhân viên, mọi người làm việc rất là nghiêm túc, đoàn kết và có sự giúp đỡ, gọi là rất là hòa đồng trong môi trường làm việc. Trong vòng 5 năm tới thì chị muốn là đưa bộ phận kế toán trở lên vững chắc hơn, có thể giúp đỡ được ban giám đốc cũng như là lãnh đạo của công ty, được góp một phần nhỏ nào đó vào sự phát triển bền vững của công ty. Đối với Việt Thăng Long thì chị cảm thấy là cái lớn nhất ở đây ấy, thì đó là sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của tất cả mọi người. Bộ phận công nhân phục vụ và các bộ phận luôn tương trợ và phối hợp với nhau rất mật thiết. Tôi là Ngô Minh Chiến, trưởng phòng kỹ thuật công ty Việt Thăng Long. Hiện tại tôi đã làm việc và gắn bó ở công ty Việt Thăng Long và tính đến thời điểm này là ngoài 5 năm. Tôi cũng là một trong những anh em là đặt nền móng từ thời gian đầu tiên khi chuyển đến xưởng mới. Hiện nay công ty đã bố trí được các dây chuyền sản xuất của từng loại sản phẩm. Cái tinh thần làm việc của anh em đối với công ty Việt Thăng Long nói chung và anh em phân xưởng nói riêng thì anh em rất đồng lòng hợp tác giữa các bộ phận, phối hợp giữa các bộ phận để làm sao để tạo cái sản phẩm nó đẹp nhất, nhanh nhất và chất lượng nhất. Cái khó khăn nhất là chúng tôi phải đi tìm hiểu, nghiên cứu các cái sản phẩm mẫu mới để đưa ra cái phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Vì vậy là mỗi một cái sản phẩm mới là một cái khó khăn để chúng tôi phải tìm tòi, làm hay chế tạo một số các cái đó mới hoàn toàn để mình phải thử
Đấy, khi mình đạt thì mình cho vào sản xuất hàng loạt. Công tác đào tạo thì đối với những nhân sự mới thì mình sẽ đưa ra một số các deadline, các cái thời gian và một số các cái form mẫu cũng như các cái quy chuẩn của công ty để cho anh em những người mới vào để người ta hiểu được, nắm bắt được các sản phẩm của công ty. Hầu như là tất cả các kỹ sư hiện cũ như là hiện tại cũng đã hướng dẫn chỉ bảo những người kỹ sư mới để làm sao họ làm một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất và đạt hiệu quả cao nhất. Ban lãnh đạo công ty rất linh hoạt trong chính sách bán hàng và xây dựng thiết kế thêm những chương trình chăm sóc khách hàng nhằm thu hút khách hàng cũng như nâng cao chất lượng đóng thùng để xây dựng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trước qua một người bạn đã giới thiệu, thì bạn tôi cũng là một doanh nghiệp vận tải rất là lớn và 100% xe tải trong đó đều là do Việt Thăng Long cung cấp. Thì ở thời điểm hiện tại thì tôi cũng đã sử dụng xe của Việt Thăng Long là đến nay là 4 chiếc, và tôi cảm thấy là đây là một cái đại lý mang cái tính chất chuyên nghiệp rất là cao. Và khi mà kết hợp với Việt Thăng Long thì tôi không chỉ có nhận lại những giá trị mà một đại lý cung cấp xe tải chuyên dụng mang lại, mà tôi cảm thấy là tôi nhận được rất nhiều thứ, rất nhiều điều từ Việt Thăng Long. Ví dụ như là mình có một cái điều rất là đặc biệt mà tôi nghĩ là các cái đơn vị khác không có được, đó là khi mà tôi mua xe của Việt Thăng Long thì chính Việt Thăng Long là cái đơn vị mà kết nối rất là nhiều đối tác đối với doanh nghiệp của tôi. Và tôi cảm thấy là đây là một cái điều mà rất là may mắn khi mà tôi đã tìm được một cái đơn vị phân phối rất là tốt. Thì qua đây một lần nữa tôi xin cảm ơn Việt Thăng Long. Trong năm 2019, Việt Thăng Long đã xây dựng hoàn thiện các quy trình chính liên quan cho các bộ phận đảm nhiệm công ty hoạt động trong nguyên tắc cố định và ổn định như quy trình tiếp xúc khách hàng, bán hàng, đàm phán ký hợp đồng, quy trình thực hiện hợp đồng, quy trình bàn giao xe, quy trình sản xuất, quy trình thực hiện dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng. Về nhân sự và phúc lợi, công ty cũng đã có chế độ đãi ngộ rất tốt, đảm bảo 100% nhân viên bộ phận kinh doanh được đào tạo về sản phẩm và quy trình bán hàng, nhân viên mới được đào tạo trước khi thử việc. Tôi là nhân viên kinh doanh của công ty Việt Thăng Long, tôi là nhân viên mới, và từ khi tôi bước chân vào làm việc công ty này thì tôi đã nhận được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp và các ban lãnh đạo. Tôi nghĩ đây là cái môi trường đáng để chúng ta phát triển và cải thiện bản thân. Đảm bảo 100% nhân viên bộ phận sản xuất được đào tạo về sản phẩm và quy trình sản xuất, nhân viên mới được đào tạo trong thời gian thử việc. Bộ phận gián tiếp, bộ phận kinh doanh được tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. Để nói rằng là tìm được một cái đối tác mà đúng theo cái tâm huyết, cái ý định của mình cũng như là cái con người của mình thì cực kỳ khó. Vì bản chất là những người mà anh em đối tác với mình thì phải là những người mà có cái cùng sở thích với mình. Và cũng thật là may mắn khi mà mình tìm được một đối tác là anh Trần Đức Thuận, là anh giám đốc Vinamilk Thăng Long hiện tại bây giờ. Thì cũng rất là đơn giản là sau khi mà cùng bước qua những cái thời gian mà hai người cùng đi gọi là tìm hiểu thị trường, phát triển thị trường, và hai anh em có gặp nhau, và cũng trên tinh thần là cảm thấy rất chi là hợp nhau và cùng muốn một cái điều tốt đẹp hơn, là xây dựng để làm nào cái thị trường xe tải của Việt Nam nó tốt hơn. Và sau khi như vậy là tôi và anh Trần Đức Thuận đã cùng bắt tay nhau thành lập công ty Việt Thăng Long. Mỗi năm đến và đi qua cũng là một năm mang đến nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức đối với sự phát triển của công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Thăng Long. Nhưng với tầm nhìn chiến lược và sự chuẩn bị trước rất rõ ràng cho những năm tới, chúng tôi hoàn toàn có thể tin tưởng vào những bước thành công của công ty. Để có được thành công theo mục tiêu đề ra, không thể không kể tới sự đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Thăng Long. Họ là những người hùng,
luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo hết mình. Việt Thăng Long luôn thấu hiểu, luôn tận tâm.